Khi mà mình được nhiều view thì sẽ có nhiều người biết đến khuôn mặt của mình hơn. Làm nghệ sĩ hay làm ca sĩ là một người kiếm tiền có thời hạn, không cho phép mình bản thân mình rảnh. Tự lập tự chủ là gì? Là mình phải tự kiếm được tiền. Tôi phải đi hát thật nhiều, tôi phải làm thế nào cho hình ảnh của tôi nâng cấp lên, tôi phải làm thế nào cho mọi người biết đến tôi nhiều hơn, để làm gì? Tôi có nhiều show hơn. Mọi người thường thường thích được hàng tặng hơn là hàng phải trả tiền. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Smart Money vào tối thứ 6 tuần này. Và ngày hôm nay thì sẽ là một gương mặt trò chuyện cùng với Hải Vân, một cô ca sĩ rất quen thuộc với những ca khúc như là Khi Nào, đó là ca sĩ Châu Dương. Và chính vì cô có một cái bài hit đó là Khi Nào nên chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay với một chùm câu hỏi Khi Nào với Châu Dương. Xin chào Châu Dương ạ, rất là cảm ơn chị đã nhận lời chia sẻ với VTV Money. Chị đã bắt đầu kiếm ra số tiền triệu đầu tiên. Số tiền triệu đầu tiên mà mình kiếm ra được là năm lớp 7, là trong một cái bộ phim truyền hình mà Châu Dương được tham gia đóng vai chính. Khi nào chị bắt đầu kiếm được tiền từ việc đi hát? Dương kiếm tiền đi hát ở năm 18-19 tuổi rồi. Khi nào chị cảm thấy rằng là bản thân mình cần tái đầu tư cái số tiền kiếm được cho bản thân? Khi mà chị biết được rằng là thứ nhất là có khán giả yêu thương mình và bắt đầu họ để ý đến từng cái ca khúc của mình, và họ để ý từng cái bước tiến của mình, xem là bước tiến của mình sắp tới đây có được thay đổi và đẹp hơn hay là hoành tráng hơn hay chuyên nghiệp hơn không, thì mình bắt buộc mình phải tái đầu tư. Nữ thì hay có một cái thói quen chi tiêu là không nhìn giá, chi tiêu rất là theo cảm xúc. Vậy thì khi nào chị biết rằng là mình cần chi tiêu có kế hoạch? Ra thì Châu Dương cũng là một người mà chi tiêu phần lớn đã từng theo cảm xúc. Thế nhưng mà bắt đầu từ khi mình đi hát, bắt đầu mình có team của mình thì mình bắt buộc mình phải có một kế hoạch đàng hoàng. Bắt đầu từ mình phải xây dựng nguồn thu nhập đa dạng, bắt đầu từ việc biểu diễn này, xây dựng thương hiệu để có thu nhập từ quảng cáo, hay là gọi là như nào nhỉ, người ta kinh doanh nhạc số. Chị bắt đầu có những cái bài hit gọi là triệu view. Đẹp trời thôi, trong mùa dịch, và rất là muốn mình làm một cái gì đó để những ngày tháng mà ai ở yên đó không bị lãng phí, thì Châu Dương bắt đầu làm mạng xã hội, bắt đầu từ clip nhỏ. Nhưng ban đầu thì mọi người không ai xem, nhưng mà chắc là cũng là do may mắn nữa, là lúc đó là mọi người không ai có việc gì làm nhiều quá nên sẽ để ý đến những clip ngắn của mình, cứ hát, cứ cover, xong là một chuỗi thành một cái sự kiện trong đời mình, sẽ là từ 1 triệu view đầu tiên, 2 triệu view đầu tiên, đến 7-8 triệu, và có những cái mười mấy triệu. Vậy thì những cái triệu view đấy, khi nào chị bắt đầu quy đổi từ những cái triệu view đấy để trở thành tiền? Tăng ra sự phổ biến của bản thân mình. Bởi vì khi mà mình được nhiều view thì sẽ có nhiều người biết đến khuôn mặt của mình hơn, cũng như mọi người sẽ quan tâm đến hình ảnh của mình hơn, mà đặc biệt là biết đến cái tên Châu Dương nhiều hơn. Tiếp theo sẽ là có nhiều cơ hội hợp tác. Bởi vì rõ ràng là khi mà cái gương mặt của mình trở nên phổ biến hơn thì sẽ có nhiều nhãn hàng người ta quan tâm đến mình, hoặc là nhiều nơi sẽ muốn mời mình booking cover, và đặc biệt là mời đi hát. Khi nào chị có những cái tài sản đầu tiên của mình? Sau khi lấy hết tiền từ cái bộ phim mình đóng được, vẫn nhớ là Thiên Đường của ông nội, cái bộ phim đó, đi mua một cái xe đạp với giá là 700.000 một con xe đạp mini Nhật. Khi nào chị nhận thấy rằng là phụ nữ độc lập tài chính rất là quan trọng? Hơn bao giờ hết là khi này. Bởi vì thứ nhất là giống như chị nói ấy, đầu tư vào bản thân mình thì không bao giờ là lỗ cả. Chị nghĩ rằng là phụ nữ nên thứ nhất là đã là độc lập thì là tự lập tự chủ. Tự lập tự chủ là gì? Là mình phải tự kiếm được tiền. Khi mình kiếm được tiền thì mình cũng sẽ có sự xinh đẹp và có sự tự tin riêng, thì chả sao mà lại không đầu tư bản thân mình cả. Chúng ta sẽ nói chuyện là trò chuyện sâu một chút nhé. Về bắt đầu câu chuyện với việc kiếm tiền đi. Chị đi đóng phim có tiền từ hồi lớp 7, cấp 2 rất nhỏ. Nhưng mà đến hiện tại rồi chị đã thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi, và chị kiếm tiền chính bằng việc đi biểu diễn. Vậy thì hiện nay cái số tiền thu được của chị hàng tháng ấy, nó sẽ đến từ những nguồn như thế nào và cái nào là chính? Chị không bao giờ để cho phép bản thân mình là lấy cái tiền ở bên ngoài để nuôi cái sản phẩm âm nhạc của mình. Mà chắc chắn là mình sẽ luôn luôn có ý thức là tôi phải đi hát thật nhiều, tôi phải làm thế nào cho hình ảnh của tôi nâng cấp lên, tôi phải làm thế nào cho mọi người biết đến tôi nhiều hơn, để làm gì? Tôi có nhiều show hơn. Thì như thế này của chị thì chị có thể thấy là cái nguồn tiền của chị hiện nay phần lớn sẽ đến từ việc biểu diễn. Đúng, và việc khai thác âm nhạc trên các nền tảng mạng xã hội. Mình luôn luôn đặt vào tình trạng là mình khan hiếm. Có nhiều người có thể nói rằng là ê, cô này tham lam, tại sao mà em không nghỉ ngơi đi, tại sao lúc nào tay em cũng cầm điện thoại vậy, tại sao lúc nào em cũng phải sáng cái này tối cái này, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, sao không để người này người kia làm. Mình luôn luôn phải đặt mình vào cái chế độ khan hiếm, thì lúc đấy mình mới có thể gọi là bằng mọi giá, bất chấp tất cả thì nó không đúng. Nhưng mà chúng ta có một cuộc đời thôi mà, mình không nên chờ đợi. Rồi, vậy thì không biết là chị phân bổ chi tiêu
của mình, những số tiền mình kiếm được như thế nào? Ý rằng là mỗi một thời điểm đi, mình sẽ cho mình một cái mục tiêu, thì mục tiêu này của chị đang muốn rằng là dành hết cho âm nhạc, dành hết cho việc nâng cấp bản thân mình lên. Mình phải trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp, thì bắt buộc là khi mình xuất hiện phải có quần áo đẹp, ekip tốt, stylist tốt, tóc tốt, mặt tốt, make up tốt, kể cả từ cái chỉ tay một mình cũng phải tốt. Thì thậm chí là mình vẫn phải đi học thêm về thanh nhạc, vẫn học thêm về mặt biểu diễn, thì tất cả những thứ đấy đều phải nuôi bằng tiền hết. Nên mình bắt buộc phải có một cái kế hoạch chi tiêu rất là chi tiết. Chị chia sẻ rất là nhiều về cái việc là chị đầu tư cho bản thân. Và em nghĩ rằng là có lẽ là bây giờ đến phần đa, gọi là phần lớn ấy, cái số tiền mà chị kiếm được thì chị sẽ đầu tư bản thân. Và chị sẽ, vậy thì chị phân bổ giữa cái việc là chị tiêu tiền, chị tiết kiệm và chị đầu tư như thế nào? Đầu tư cho bản thân nhá, nó không có đồng nghĩa rằng là tôi cứ đi shopping thả xả láng, tôi đi spa xả láng đâu. Mà ý của chị muốn nói rằng là cái đầu tư cho bản thân là trước tiên là tôi phải bổ sung cái bên trong của tôi đã. Cốt cách, tri thức, cách ứng xử, năng lượng mình nữa, đi học hát, đi tập gym. Đặc biệt nha, đi gym nó làm cho mình năng lượng tốt lắm. Thì chị nghĩ rằng là cái tái đầu tư duy nhất mà chị muốn vẫn là thế, vẫn là câu trả lời thôi. Tái đầu tư vào hình ảnh, vào bản thân, và đặc biệt là chị sẽ sử dụng vào các MV của chị, vào các sản phẩm âm nhạc. Có thể Hải Vân có thể để ý thời gian gần đây thì chị ra khá cái lượng, kể cả cover hay là những cái bài hát, chị đều đầu tư khá là chỉnh chu trong mặt hình ảnh hay là clip. Và cái tần suất, đúng không, rất là đều. Cuối năm nay cũng thế, tức là chị luôn luôn muốn trong trạng thái rằng là mình sẽ không để cho cái hình ảnh hay cái giọng hát của mình nó bị nguội đi. Mà nếu trong trường hợp mà chưa ra được những sản phẩm đắt giá, chỉn chu, thì chị vẫn muốn dành thời gian cho cái việc rằng là đầu tư vào những cái sản phẩm âm nhạc, ví dụ cover hay những bài hát trong dịp lễ Tết. Thế vậy thì không biết là chị đang lỗ hay đang lãi với những khoản đầu tư của mình? Nghĩ rằng là chị sẽ không bao giờ lỗ. Chị vẫn có niềm tin rằng là mình sẽ không lỗ. Không phải mình quá lạc quan đâu, nhưng mà mình sẽ không lỗ khi mình đầu tư vào chính bản thân mình và các sản phẩm của mình. Bởi vì nếu như mà trong trường hợp thôi, dại miệng đi, mình không được nổi tiếng như mình mong muốn đi, hay là cái mục tiêu năm nay của mình là cái EP của mình sẽ ra 4 bài, thì 4 bài cùng hot đi, thì ít nhất là mình đã có bản thân mình trở nên xinh đẹp hơn, có nhiều nội hàm hơn. Người ta thích đầu tư vào nhà đất, chị thích đầu tư vào bản thân mình, nhưng mà chị có nghĩ rằng là đôi khi mình đang đầu tư vào một cái thứ nó rất mơ hồ và mình sẽ rất là khó lượng hóa được cái sự thay đổi của mình? Cái việc biểu diễn ấy, nó sẽ không phải là một cái việc mà có một cái thu nhập mà nó cố định. Bọn chị thì giống như Vân nói đấy, có thể bây giờ đang nhiều show, nhưng mà năm sau vì cái làn sóng của social media ấy, nó rất là nhanh và vội vã. Có thể ngày hôm nay chúng mình đang ngồi đây, ngay tối ngày hôm nay đã có một ngôi sao mới xuất hiện rồi, hay có một bài hit khác xuất hiện rồi. Nên cái việc là rủi ro và cái việc không cố định ổn định trong cái nguồn tài chính của chị là cái việc mà chị đang rất là lo lắng. Chị nghĩ rằng là đến một lúc nào đấy chị sẽ tái đầu tư, vẫn là tái đầu tư nhưng mà sẽ không phải là tái đầu tư quá nhiều cho hình ảnh, cho công việc nữa, mà sẽ lượng hóa và sẽ chuyển đổi sang là một phần có thể cho công việc này, nhưng một phần mình sẽ đầu tư vào những cái kênh kiếm tiền khác không? Có chứ, chị cũng đã từng, và thật ra là cũng có đang. Nhưng mà như chị nói đấy, có nhiều bài học rồi nên chị sẽ đầu tư một cách dè sẻn hơn. Nếu như mình không biết thì mình sẽ không dám thử sức. Nhưng chị có một chút, ví dụ như là mình có thể mua cho mình một căn hộ nhỏ, mình có thể đầu tư cho bản thân mình một chút về mặt tích lũy, tiết kiệm. Và chị cũng có đầu tư một chút về mảng kinh doanh, business riêng của bản thân mình nữa. Nói chung là mình cũng rất là đa dạng, bởi vì là một người linh hoạt mà, nên sẽ không bao giờ để tiền nằm im một chỗ, đúng không? Mà không cho một ngày mình rảnh, mà không cho một ngày tiền của mình rảnh. Có thể đầu tư bản thân này, có thể là đầu tư sang những kênh khác, nhưng mà tiền nó cũng không được rảnh như mình, đúng không? Không cho phép bản thân mình rảnh. Và kể cả trong việc kiếm tiền hay là bất cứ một cái ước mong nào đấy, thì chị luôn luôn đặt ở chế độ rằng là bị khan hiếm. Mình khan hiếm và mình cần khao khát có. Ở một người bình thường khi mà họ chi tiêu ấy, thì nó sẽ có những cái điểm khác biệt như thế nào so với một người nghệ sĩ? Ngoài những cái chi phí cố định, ví dụ như tiền chi phí cho căn hộ của mình này, rồi tiền xăng xe đi lại, tiền ăn uống, thì chị có những cái chi phí phát sinh nào hơn? Mình cũng phải có một vài, không phải có một vài mà khá nhiều đi, có đi giao tiếp cho công việc. Giao tiếp cho công việc đối với một người nghệ sĩ thì đặc biệt đầu tiên là cũng phải chỉnh chu hình ảnh. Thứ sau đó thì cũng tiền để chi tiêu, cũng có một khoản riêng để phải là tặng quà đối tác, cũng tốn khoảng tầm đến 10% đó. Mọi người thường nghĩ rằng là nghề làm nghệ sĩ, làm ca sĩ là một nghề kiếm tiền có thời hạn. Chị nghĩ sao về điều đấy? Che già thì măng mọc, sống sau thì sẽ sâu sống trước.
và mình cũng sẽ không bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi. Thì chị luôn luôn cho mình một cái hạn đi. Năm nay tôi sẽ mục tiêu gì, năm nay mình mục tiêu gì. Và chị cũng có những cái dự tính khoảng 3 năm sau thì chị sẽ là cái gì rồi. Và chị đã phải dự trù từ năm ngoái cho cái việc là 3 năm sau chị là gì rồi. Đều sẽ phải có sự chuẩn bị. Đúng. Bởi vì không thì em đâu có biết là ngày mai có cái gì xảy ra đâu. Nhưng mà khi mình đã giống như em nói, có cái khoản đầu tư cho bản thân mình, hay là có khoản những cái khoản đầu tư mà chắc chắn nhất để mình giữ gìn tiết kiệm, mình đều phải làm hết rồi. Những cái thời điểm lễ Tết là những thời điểm thì thường thường mọi người sẽ được nghỉ ngơi, tiêu tiền, thì lại là khoảng thời gian mà nghệ sĩ sẽ kiếm tiền. Vậy thì không biết thời điểm này thì chị đang có những kế hoạch kiếm tiền như thế nào? Thứ nhất là chuẩn bị một cho mình một tâm hồn đẹp và một sức khỏe tốt để chạy show miệt mài này, là chuyện đương nhiên này. Bởi vì vào cái dịp lễ Tết thì bọn chị một tuần sẽ bay 3-4 chuyến, bay là bình thường. Nhưng mà thích, và rất là cảm ơn khán giả, cảm ơn tất cả mọi sự may mắn đến với mình khi mình có nhiều những cái dịp bay đi bay lại để biểu diễn như thế. Thứ hai là chị sẽ phát hành thêm nhiều bản cover nhạc số để mình, ví dụ các bạn, để cho tất cả khán giả yêu thương mình có thể nghe mình ở trên mọi nền tảng, nghe nhạc xuân, nghe nhạc vui, nghe nhạc về gia đình, nghe nhạc kể cả nhạc buồn cũng được, nhưng mọi người sẽ không bao giờ cảm thấy rằng là cô này không xuất, cô ít xuất hiện. Lúc nào chị cũng muốn rằng là mình phải xuất hiện thật nhiều. Đó, thì chị ngồi ví dụ như nhá, chị hỏi Vân nhá, là cái việc mà chị kiếm tiền cho nhạc số đi, đấy là một cách mà chị đang làm, mà chị nghĩ rằng chị đang có một công thức rất là tốt. Vân có đi chơi xuân hay Vân có ngủ thì tiền nó vẫn chạy vào túi của mình trong những lúc mình ngủ và mình đi chơi. Chị có thể chia sẻ một cách kỹ hơn không? Tại vì thực ra bây giờ giống như mình phân phối một cái bài hát chẳng hạn nhé, thì cũng như mình là một người bán hàng đi, đúng không? Mình đặt, ví dụ như em cũng là người bán hàng, chị cũng là người bán hàng đi, để lan tỏa những cái giá trị trong cuộc sống. Và khi mà lan tỏa được những giá trị đó, xã hội chấp nhận và họ sẵn sàng, họ sẽ trả tiền để họ có được cái giá trị đấy. Vậy thì chị nghĩ sao rằng việc là giống như một món hàng hóa, mình sẽ phải đa dạng nền tảng phân phối, có thể bán ở cửa hàng này, mình có thể lên các trang thương mại điện tử này, rồi mình có thể bán ở trên Facebook này. Nói chung mọi thứ thì âm nhạc nó cũng là như vậy, nó cũng là một sản phẩm muốn được biết đến nhiều hơn, muốn được lan tỏa thì nó sẽ cần có những cái nơi để nó chấp cánh. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình có một sự thật, đấy là mọi người thường thường thích được hàng tặng hơn là hàng phải trả tiền. Tức là những cái nhạc mà mình nghe được một cách miễn phí sẽ thích hơn là những cái nhạc mà mình phải trả phí cho để nghe. Vậy chị làm như nào để cân đối giữa cái việc là vừa có thể đáp ứng được phần đa của khán giả nhưng mà vẫn có được những cái thu nhập cho mình ở trên đó? Cái việc mà hàng tặng về âm nhạc bây giờ trên các nền tảng nó không còn nhiều đâu, bởi vì qua rồi cái thời mà các nền tảng nhạc số đều là free. Khi mà em phát hành một bài hát của mình ở trên các nền tảng nhạc số thì hầu hết các nền tảng bây giờ khi click nghe lại, cái tiền mà mình thu được khi một bài click vào là tự động sẽ đối soát và cuối tháng sẽ chảy vào tài khoản của mình. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây là nó sẽ mình đo đếm như thế nào? Ví dụ như một cái click là bây giờ chị lượng hóa cho em ấn vào bài hát khi nào của Châu Dương, ví dụ trên YouTube hoặc là trên Facebook chẳng hạn. Facebook và TikTok thì nó có cái clip và reel, thì cái phần đĩa quay ở dưới ấy, khi mà em ấn vào đấy em làm clip cho chị đúng không? Thì khi mà chị đã hợp thức hóa cái bài hát của chị phát hành trên các nền tảng, thì kể cả em dùng một đoạn nhạc của chị trên cái phần đĩa quay của chị thôi là chị claim về tiền tài khoản của chị rồi. Ừ, được bao nhiêu tiền? Ít lắm, mấy chục đồng. Mấy chục đồng? Không, thực ra rất ít, nhưng mà góp lửa thành bão nha. Đúng, bởi vì mấy chục đồng thôi, một cái clip mà mấy chục đồng thôi thì đương nhiên là... Ví dụ cho một cái clip mà ở trên mạng xã hội TikTok đi, em có để ý có những bài hát rất là hit của nhiều nghệ sĩ lớn đi, thì đều lấy làm nhạc để các em làm clip đúng không? Khoảng tầm 100-200 nghìn. Thậm chí có một bài hát mà bạn chị là một người ca sĩ đó hát bài hát đó, năm ngoái là bạn ấy được hơn 1 triệu lượt video re-up lại. Rất rất nhiều. Có những người họ sẽ đầu tư vào nhà cửa đất đai, có những người họ sẽ đầu tư chứng khoán, có những người họ đầu tư họ mua vàng, có những người rất rất là những môn hình đầu tư. Vậy thì chị nghĩ rằng cái khoản chị có một khoản đầu tư nào đầu tiên của chị không? Có. Nhưng mà khoản đầu tư đấy bị thất bại, là tự mình mua một căn nhà, nhưng căn nhà đấy đến bây giờ vẫn chưa được nhận. Vì sao lại thế ạ? Vì mình lúc đấy là một cái bài học về, đấy là một cái bài học về việc là mình thiếu hiểu biết khi mình đầu tư bất động sản. Nghệ sĩ thì thường sẽ phải có feel, phải có cảm xúc thì mình có thể thể hiện bài hát rất là hay. Vậy thì chị có phải là một người rất là feel trong đầu tư không? Có, chị là một người mà đã từng thôi, đã từng là một người đầu tư không có sự tìm hiểu.
mà cũng là một trong những người mà đã từng đi theo những cái luồng sóng, một cái những cái làn sóng đầu tư mà mình không có để ý và mình không có sự tìm hiểu, nhưng mà tất cả nó đều là những cái trải nghiệm mà quý giá. Bài học để đến bây giờ thì từ từ đã, tôi phải cân nhắc, tôi phải xem, tôi phải lựa, tôi phải nắm bắt tình hình xem để thế nào là một nhà đầu tư thông minh. Một cái sự nỗ lực rất lớn về tinh thần này, về sự kỷ luật với bản thân này. Yes. Nhưng có một thứ nữa cũng phải nhắc đến, đó chính là về mặt tài chính. Vậy chị đầu tư tài chính của bản thân mình như thế nào? Đầu từ việc thứ nhất là em phải có một cái, xây cho mình một cái lộ trình về công việc đi. Bởi vì rằng là nếu em tự lập, em muốn kiếm tiền thì chắc chắn là em phải có một công việc tốt hoặc là có một cái dòng tiền ổn định. Thì dòng tiền của chị hoạch định ra là đầu tiên sẽ là kiếm tiền từ việc đi ca, đi diễn là việc đầu tiên. Vì cái đấy là nguồn thu chính. Bởi vì sau lưng chị có một team cũng rất là phải lo cho cái team của mình. Sau đấy thì mình sẽ có một cái kế hoạch tiết kiệm và quản lý thời gian của mình làm sao cho nó hiệu quả. Đặc biệt là vì chúng mình đều là những người rất là bận. Em nghĩ là mỗi người sẽ có những cái kế hoạch. Đây là thời điểm mà chúng ta sẽ ngồi để hoạch định một cái kế hoạch và nhìn lại cùng một năm vừa qua. Vậy thì không biết là cái mục tiêu về tài chính của Châu Dương cho năm tới sẽ như thế nào? Chị chia sẻ một câu chuyện như thế này. Là cách đây 2 tháng, chị với bạn trợ lý của chị có ngồi nói chuyện với nhau trong một cái buổi tiệc. Thì chị hỏi trợ lý của chị là: "Ê, mày đi làm cho chị 2 năm rồi. Em đi làm cho chị 2 năm rồi. Thì trong tài khoản của em bây giờ là như thế nào rồi?" Thực ra mỗi tháng chị trả lương cho bạn ấy, chị biết. Thế nhưng mà bạn ấy bảo là nó đang chỉ dừng lại ở việc có sổ tiết kiệm, 2 sổ tiết kiệm và mỗi sổ là 50 triệu. Trong khi bạn đi làm với chị 2 năm. Thì lúc đó chị lặng người đi một chút. Chị mới bảo là sao lại như thế? Thì bạn mới trình bày những cái mà bạn đã phải lo lắng cho gia đình và lo cho bản thân. Ok, thì chị chỉ nói bạn ấy là chị hứa với em là năm sau nếu như em còn muốn đồng hành với chị thì chị chắc chắn sẽ cho em một cái cửa sổ tiết kiệm phải là 100 triệu trở lên, 100-200 triệu trở lên. Bởi vì nếu so với cách bạn ấy phải đầu tư cho bản thân bạn ấy này, gia đình bạn ấy lo lắng cho cả toàn bộ gia đình, thì ok, chị rất là ghi nhận việc là bạn vẫn có thể đầu tư tiết kiệm cho bạn ấy. Thế nhưng mà chị bắt buộc cho chị một cái gánh nặng rằng mình phải làm cho nhân viên của mình năm sau có quyền sổ tiết kiệm gấp đôi như thế, gấp ba như thế. Ngoài về mục tiêu tài chính như vậy thì không biết là mục tiêu về phấn đấu và phát triển sự nghiệp cũng như là các cái sản phẩm ca nhạc của Châu Dương cho năm tới sẽ như thế nào? Sẽ là một cái EP mang tên là Thờ Ơ. Thờ Ơ? Yeah. Thờ Ơ nó có nghĩa là thờ ơ này, nó cũng có nghĩa rằng là thờ ơ thơ, tức là chữ thờ và chữ ơ thì thành là chữ thơ. Nàng thơ nghe rất là nhẹ nhàng đúng không? Thế nhưng mà để làm được thờ ơ rồi làm được thơ như thế thì chị có bị áp lực không? Có. Vậy thì chị sẽ làm như thế nào để cân bằng? Vẫn có trả lời đấy, đi tìm cơ hội, đi tìm nguồn thu. Có thể mình sẽ đầu tư. Thực ra chị cũng có nhiều nguồn, nhưng mà chị vẫn sẽ cho mình một nguyên tắc là chị sẽ không lấy tiền ở bên này đập sang bên kia. Thì bắt buộc là nếu như mà chị bị khan hiếm đầu tư tài chính trong cái việc làm sản xuất MV đi, thì chị đi gọi tài trợ, chị xin tài trợ. Qua một cuộc trò chuyện 20 phút thôi, tuy nhiên thì quý vị cũng có thể thấy rằng là rất là nhiều điều mở ra với cô nàng ca sĩ Châu Dương. Sẽ không đơn thuần là những clip triệu view trên TikTok, trên mạng xã hội, mà sẽ là một cách đầu tư cho bản thân, làm sao để tiền để ra tiền, để tiền không ngủ quên. Và đấy cũng sẽ là một cách để các bạn có thể hiểu hơn về cuộc sống của một người nghệ sĩ, về cách họ kiếm tiền như thế nào, họ tiêu tiền ra làm sao, họ đầu tư như thế nào. Và Hải Vân hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những cái cách làm mới bản thân mình, có những cách để có thể đa dạng nguồn tiền mình đang có và đạt được mục tiêu tài chính trong tương lai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Smart Money. Cảm ơn Sunshine đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.